Từ sự phát hiện của những người đam mê du lịch từ nơi hoang vắng thì đảo Điệp Sơn ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đang là địa điểm được nhiều người lựa chọn. Nhưng có điều đáng nói đó là lượng khách đông lại đang tỷ lệ thuận với tình trạng rác thải ngày càng gia tăng tại đây. Nếu như không kịp thời có giải pháp thì chắc chắn hệ sinh thái của Điệp Sơn sẽ bị phá vỡ trong một ngày không xa. Vỏ chai, cơm hộp, túi ni lông hay rác thải sinh hoạt như thế này đều có thể bắt gặp dễ dàng tại bất cứ nơi nào ở Điệp Sơn. Điều mà trước đây rất hiếm khi xảy ra. Từ đầu năm nay, Điệp Sơn được nhiều người, nhất là dân mê du lịch biết đến như một điểm đến độc nhất vô nhị ở Việt Nam bởi con đường cát trắng nối liền hai đảo. Con đường này trở nên độc đáo và thu hút du khách do chỉ tồn tại vài giờ đồng hồ mỗi ngày, ngay khi thủy triều bắt đầu xuống. Những hình ảnh lung linh trên mạng xã hội về con đường, về đảo Điệp Sơn khiến nhiều người say đắm và muốn tìm đến để khám phá, trải nghiệm. Không có hàng quán, nhà nghỉ, thùng rác hay nhà vệ sinh công cộng. Thức ăn nhanh và đồ dùng một lần đang ngổn ngang nằm chỏng chơ ngay trên bãi biển. Là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 2016 đi là bắt đầu du khách mới đổ về đây. Sau đó ngày hôm nay thì phải nói coi cái lượng khách càng ngày là phải nó càng đông. Cái mà trên đảo đây á, bây giờ tôi là một quân vị là trưởng thôn đây, là cái mà tôi đáng la ngại nhất là cái vấn đề coi như là cái rác thải, cái vệ sinh môi trường đây. Thì vừa rồi ở huyện dưới tỉnh cũng có về đây dư sẻ về đây, tôi cũng có cái kiến nghị đề xuất mình nghiên cứu như thế nào. Có phần hỗ trợ cho bên phía thôn á, để làm một cái công tác mà vệ sinh môi trường ở cho nó hạn chế. Chứ trong tương lai tôi nghĩ là chắc có lẽ là nếu mình không làm ngay từ lúc này á, thì trong tương lai nó sẽ cái lượng rác thải nó thải ra từ cái phía khách đổ về đây là lượng rác thải nó thải ra. Trong khi chờ chính quyền vào cuộc và tìm ra giải pháp chấn chỉnh, có lẽ mỗi khách du lịch nên tự có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi hay tùy ý chặt cây trên đảo để đảm bảo vẻ đẹp hoang sơ và bình yên của Điệp Sơn.